Bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Gai Ya. Con kính lễ Phật Bảo, con kính lễ Pháp Bảo, con kính lễ Tăng Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Thầy Kinh, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Cảm ơn Châu post bài. À, thôi con kéo lên con đọc. Chắc chị Châu bận rồi, con kéo lên con đọc phần phần đầu. Pachaya Sangaha Vipago Toát yếu về duyên đoạn 1. Về sang Sankhata Dhamma năng về Dhamma Pachaya Yatha Tăng Vipagan Ihe Dani Pawakkhami Yatha Rahang. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Paticca samuppadanayo patthananayo catipaccaya sanggaho duvido veditappo tathatappa vaffa vipavaka ramat to palakito paticca samuppadanayo patthananayo pana ahacchapat cayati ti ma rappa pavicchati upha yang pana vomissettoa Panchayati Acharya. Đại cương, những tương quan có hai phần: A, định luật phát sinh tùy thuộc, và B, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sinh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sinh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát sanh. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con xin xuống mic, mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Kha, và con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng, và con xin đọc bản hùng. Tattha avijja paccaya sankhara sankhara paccaya vinnya nang vinnya na paccaya nama rupang nama rupa paccaya sa la yat ta nan sa la yat ta na pat cha ya pha so pha sa pat cha ya ve da na ve da na pat cha ya tan ha pat cha ya tan ha pat cha ya u ba da nan u ba da na pat cha ya pha vo pha wa pat cha ya cha ti pat Chaya Yaramarana Sokapari Deva Dukkha Doma Nasupaya Sa Sampavanti Eva Metas Sake Salasa Dukkha Kantamasa Samudayo Hoti Ti Aya Metta Pachi Chasamukha
Upadanayo. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn sắc xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, con xin hết. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Đa Giá, Nam Mô Tham Kha Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, trước mắt con thành kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, con kính đảnh lễ Thầy Kinh. Dạ, con kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Bát Chá Giá Sang Gá Há Ví Ba Gô Phót Yếu Về Duyên Đoạn 1 Dê Sang Sang Thá Tá Thâm Ma Năng Dê Thâm Ma Bát Chá Giá Giá Thà Tăng Quý Ba Gầm Hí Nề Đà Ní Ba Quắc Khà Mí Gia Thà Ra Hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân cách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Bát Tít Chá Xá Múc Ba Đá Ná Vô Bát Thà Ná Ná Vô Chát Tí Bát Chá Giá Sằng Gá Hồ Đù Vi Thồ Về Đi Tắp Bồ Tắp Thá Tắp Bà Quáp Bà Quý Bà Hòa Cà Ra Mắt Tá Bá Lắc Thi Tồ Bát Chí Chá Xá Múc Bà Đá Ná Vô Bát Thá Ná Ná Vô Bá Ná A Há A Há Chá Bát Chá Giá Giáp thiết tí mà rắp bá bát chắc tí út út bá dần bá ná vô mít xuề tòa bá bành chèn tí à chá rí già đại cương. Những tương quan có hai phần: A. Định luật phát sanh tùy thuộc, và B. Định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có một trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Con đã đọc bài xong và kính tri ơn chị Châu Nguyễn đã bóc bài. Dạ, xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính lễ Sư Thanh Tâm. Con xin kính chào Thầy Kinh. Kính thưa tất cả các anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc đoạn 2. Tát tha vi cha bát cha già sằng khà ra sằng khà ra bát cha già viền nhà na bát cha già na ma rù bằng na ma rù ba bát cha già sa là gia ta nằng sa là gia ta na bát cha già phát sô phát xá bát cha già về đa nà về đa nà bát cha già tàn hà bát cha già u ba đà na bát cha già pha hồ pha hoa bát cha già trà tí bát cha già cha ràm marana sô ca ba ri đề qua đuốt ca đồ mát mana su ba già xà sầm pha vạn tí ê va mê tát sa kề
Valasadukkhakkhandassasamuddayo hoti ti ayamettapatticcasamuddanayo. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành phát sanh, phát sanh thức tái sanh, phát sanh tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh tùy thuộc nơi danh và sắc, lục căn phát sanh tùy thuộc nơi lục căn, xúc phát sanh tùy thuộc nơi xúc, thọ phát sanh tùy thuộc nơi thọ, ái phát sanh tùy thuộc nơi ái, thủ phát sanh tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sanh tùy thuộc nơi hữu, sanh phát sanh tùy thuộc nơi sanh, phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đã đọc xong ạ, con xin cảm ơn đạo tràng đã giúp đỡ. Con xin xuống mít. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con Minh Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn Sức Châu Nguyễn đã post bài. Bách chá giá sằng gá há quý phà gồ toát yếu về duyên đoạn 1. Về sằng sằng gá tá thầm mà nằng về thầm mà bách chá già giá thà tặng quý phà gần ý hề đà Nipawakha Miyatharahang. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên hệ với các pháp cấu tạo tùy duyên. Patichasamuppadanayo Pathananayo Chatipatchayasangaho Duvitho Quê đi tắp bồ tát tháp tắp phà quá phà quý phà và cà ra mắt tổ ba lắc khi tổ ba tít cha sầm mức và đa nan dù ba thà na na dù ba na à hát cha bắt cha giác thi tim mà ra bao bao quýt cha tí u pha dần ba na wù mít xét tòa Papanchentiacharya. Đại cương những tương quan có hai phần: A. Định luật phát sanh tùy thuộc, và B. Định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị nhân duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái. Trạng thái đã mất tiêu rồi. Một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính cảm ơn thầy kinh và kính cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tất tha á quýt chà bà sang khà ra sang khà ra bắt chà già huynh nhà năng huynh nhà na bắt cha già na ma ru băng na ma ru ba bát cha già sa la ya ta năng sa la ya ta na bát cha già phát so phát sa bát cha già huệ đa na bát cha già tận hà bát cha già u ba đa năng u ba đa na bát cha già pha wo pha wa bát cha già cha ti bát cha già Cha ra ya ma ra năng so ka pa ri de va du
kado manasuba yasa sampa wanti e wa meta sake wala sasa dukkha khang tha sasa mudayo ho ti ti ayametta paticca samuppadanayo. Định luật tùy thuộc phát sanh, nơi đây tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức phát tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn tà tháng đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Như vậy, phát sanh trọn vẹn, toàn khối đau khổ. Dạ, Nguyễn Như xin kính tri ân. Cho Nguyễn bớt bài, con xin kính tri ân thầy. Và con xin mượn nhường vích cho vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mây, Nam Mô Sàng Khai. Con đảnh lễ sư Thanh Tâm, chư Tân Đức Tăng, quý bà cô tu nữ, kính thầy thầy kinh. Cùng toàn thể đạo tràng và con xin đọc đoạn một nhé. Paccaya sankhaha vipharo, tức ý về diên đoạn một. Ye sang sankhata thamma nang ye tham ye thamma paccha paccaya yattha tang vipharagamihe dani pavakkhami yathara hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Paticca sammuppadana yo patthanana yo chatti paccaya sankhaho duvittho vedittappo tattha tappa vavavivavakkhavatto palakkhito paticca sammuppadana yo Patta nana yo bana ahak cha patcha yak thi tik ma dap pha pa vut chat ti u pha yang bana po miset tua pa pan chan ti a cha vi ya. Đại cương, những tương quan có hai phần: định được phát sanh tùy thuộc và b, định được duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định được tùy thuộc phát sanh hay thập dị nhân duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh xuông có một trạng thái tùy thuộc với một trạng thái khác trước đó. Khi có này thì trạng thái kia khởi phát. Tình được duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn hai pháp này để giải thích. Là con xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khà. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 2. Tattha paccaya sankhara sankhara paccaya viññānaṃ viññāna paccaya nāma rūpaṃ nāma rūpa paccaya salāyatanaṃ salāyatana paccaya phasso phassa paccaya vedanā vedanā paccaya taṇhā taṇhā paccaya upādānaṃ upādāna paccaya phavo phava paccaya jāti jāti paccaya chara marana soka parideva dukkha do manasubhaya sa sampavan ti eva metta sakke valasa dukkha khandha sa samudayo hoti ti ayametta paticca samuppadana yo. Dạ con xin đọc lại ạ. Định luật tùy thuộc phát sanh, nơi đây tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh,
tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ con cảm ơn thầy. Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ con xin truy kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Con xin kính chào thầy kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, tôi xin con đọc bài. Dạ. Paccaya Sangha Vipavo Toát yếu về duyên đoạn 1. Ye sang sang khatat dhamma nang ye dhamma paccaya yattha tang vipangang e ihe dani pavak kami yatha rahang. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu trúc được cấu tạo tùy duyên. Và tức cha samuppa muppa dan danayo patthanaya nayo cha thi paccaya sangha ho du vidho ve dittappo tatha tappa va ba vipa va karamatto palakkito paticca samuppa da danayo patta nanayo pana aha ahaccha paccayati timma rappa pavuccha chati upayam pana vo misatva papanchanti acariya. Đại cương những tương quan có hai phần: A. Định luật phát sanh tùy thuộc. B. Định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Xin tri ân cô Châu Nguyễn đã post bài. Con xin kính lễ thầy một lần nữa và con xin kính chào đạo tràng. Xin dừng mic. Sao đâu. Là một cái thời đó. Rồi bây giờ chắc hết ai đọc ha, rồi mời MC chủ sĩ lên đọc loại gì từ rồi. Để bắt đầu chúng ta học tiếp nha. Rồi mời mọi người. Sa thú. Chào con xin tuân lĩnh thầy kinh. Cái bài vừa rồi, dạ thầy, cái bài vừa rồi là phần 3, hai nhỏ, thức, duyên cho sắc, là thức tục sinh, duyên cho phần vật chất.
tục sinh, duyên ba nhóm, sắc mười pháp. Thức tục sinh bằng tâm tái tục. Mỗi nhóm sắc pháp thì có 10 pháp. Ba nhóm sắc nghiệp, tức là sắc do nghiệp tạo. A nhỏ, nhóm sắc thần kinh thân. B nhỏ, nhóm sắc tính. Và C nhỏ, nhóm sắc ý vật. Cả ba bọn sắc này cùng sanh khởi ngay sát na sinh của tâm tục sinh. Tại sao có nhóm sắc thần kinh thân? Vì do nghiệp tạo và nó có mặt ngay sát na sinh của tâm tục sinh, là ba sát na tiểu của tâm tục sinh. Mỗi sát na tâm được chia làm ba sát na tiểu, tức là sanh, trụ và diệt. Mỗi sát na tiểu có đủ ba nhóm đồng sanh. 17 sát na tâm nhân với ba sát na tiểu, tức là bằng 51 sát na tiểu. 51 sát na tiểu nhân với ba nhóm sát nghiệp, bằng 153 nhóm trong một lộ trình tâm có 17 sát na tâm. Nguyên Như xin lặp lại là 51 sát na tiểu nhân với 3 nhóm sát nghiệp bằng ra là 153 nhóm trong một lộ trình tâm có 17 sát na tâm. 3 nhóm sát này được biết chính là 3 nhóm sát nghiệp được hiện khởi ngay sát na sinh của tâm tục sinh, nên chúng được gọi là sắc nghiệp tục sinh. Tổng số 3 nhóm sắc nghiệp tục sinh. Một, nhóm sắc thần kinh thân. 8 sắc bất ly, cộng với sắc mạng quyền, cộng với sắc thần kinh, thành ra là 10 sắc. Số 2 là nhóm sắc tính, thì gồm có 10 sắc, là 8 sắc bất ly, cộng với sắc mạng quyền, cộng với sắc tính. Sắc tính là gồm có sắc tính nam và sắc tính nữ, tổng cộng là 10 sắc. Và số 3 là nhóm sắc ý vật, gồm có 8 sắc bất ly, cộng sắc mạng quyền, cộng với sắc ý vật, ra 10 sắc. Tổng số có 30 sắc đồng sanh khởi. Và trong đây là thầy có ôn lại 8 sắc bất ly, tức là 8 sắc không có thể phân ly, gồm đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc vật thực. Dạ, Nguyên Như xin hết. Dạ, con xin dâng mic lại cho thầy Kinh ạ. À. Xa thứ, rồi cảm ơn Nguyên Như. Đọc cái này chúng ta để ý thiếu một chữ thôi, cái này nó hư luôn. Giống như Nguyên Như nãy đọc chỗ cái nhóm sắc thần kinh thân, thì 8 sắc bất ly cộng sắc mạng quyền cộng sắc thần kinh thân, còn thiếu chữ thân này cái này kẹt nha. Còn với sắc thần kinh không, cái là thần kinh đó, nó nhiều sắc lắm, nó nhiều loại lắm, chứ mình thiếu cái chữ thân vô cái kẹt nha. Anh phải cẩn thận đọc, phải để ý xíu, nhiều khi mình sơ sót những cái học những cái bài khác nó sâu sắc hơn á, mình dễ bị sót cái nó sai ly đi dậm đi, làm cho mình hiểu lệch pháp luôn ha, cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên khi mình học vi pháp mình cẩn thận xíu, thà học ít mà chắc cú hơn, nào là gì đó hiểu cho chính xác. Học lúc mình học sơ cơ thì có thể là mình học ít thôi, không như người ta chỉ nói những cái tổng quát chung chung cho mình hiểu, nhưng mà khi càng vô sâu thì bắt đầu người ta phân chi pháp
nhiều vô mình sót cái mệt lắm. Cẩn thận nha, bây giờ từ từ nó vô sâu sâu một lần thì vấn đề nó khác như lúc mình đã lúc đầu mình học, nó khác nhiều lắm, nó vô sâu cũng khác nhiều. Đúng như mấy cái bài mình học về thập diện duyên, minh duyên hành, hành nhận thức, tức duyên danh sắc này, thì mình học kinh đó, thì ta nói chung 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 nhá, nhưng mà khi mà vô diệu pháp thì lần lần ta sẽ đưa sâu vô vấn đề vô. Và không biết theo cái gì sao, thấy hồi xưa thời Đức Phật người ta nghe giảng cái bài này thập diện duyên, người ta giảng xong cái người ta đắc đạo quả trơn. Mình tụng hoài sao không thấy đạo quả đó thôi. Bài này là kinh khủng lắm, bài này nghe thuyết cái là đắc tu là quần, tu là hàm, hàm a la hán hết trơn đắc ra. Mình nghe mình tụng Bali liên tục ngày này qua tháng nọ, mà không biết làm sao đi đâu. Không biết trí tuệ đi đâu mất tiêu. Kỳ lạ, nhiều khi ngồi mình nói chuyện tâm sự chút xíu, ngồi em sao kỳ, mình cũng đầy đủ tứ chi, đầy đủ trí tuệ, rồi đầy đủ danh sắc, đầy đủ không thiếu. Tại sao mình học hoài không nghiên cứu hết này tới cả, không biết làm sao. Nó cứ còn đầy vậy, vô minh còn đầy, tham sân si đầy đủ. Không biết quý vị học bây giờ 2 năm mấy phải không, quý vị học được 2 năm mấy ha? Không biết có cảm nhận được mình có giảm được chút xíu nào không? Mình có giảm được tham, giảm được sân, giảm được si, có giảm được ganh tị, keo kiệt, bỏng sản kia nọ, có giảm bớt được không ha? Có giảm được mức nào không sau 2 năm rưỡi mình học? Rồi quanh rồi cái khổ của còn nhắn nhỏ còn bự hơn nữa. nhưng mà quý vị có thấy được không nè? Điều mà mình có khởi lên, mình còn thấy được, có thấy được cái đề đó hay không? Bây giờ mình thấy người ta giỏi, mình học pháp giỏi, mình khởi lên cái tâm ganh tị. Bây giờ khi mình khởi lên ganh tị, mấy cái gì có thấy không? Thấy không? Thấy xa thú, thấy được là xa thú, thấy được là phải coi nói là mình tiến bộ rất là nhiều. Đó là cái trí tuệ mình nó phát sinh rồi đó, chứ không phải là dẫn đâu. Vì mình rất là tuyệt vời ha. Chứ mình không học này thì vô phương mình thấy á. Nó khó để mình thấy được, chẳng hạn như mình hay có cái tật đố tị người khác, mà khi nó khởi lên hình bình thường mình không biết pháp, khó thấy lắm. Nó đi dẫn mình đi lâu đó, rồi nhiều khi nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ tầm luôn, nhưng mà mình biết pháp rồi khởi lên thì mình thấy nhưng mà thấy rồi có làm giảm được hay không, đó là cái chuyện quan trọng. Còn mình thấy mà thấy xong rồi mình cứ cho nó phát triển nữa thì nó tiêu. Cho phát triển lớn nữa thôi rồi. Nhưng mà đó là xa thú, thấy được là có kết quả đó. Có được là chúng ta nên ăn mừng ha. Là mình đã có thấy pháp, ai thấy được pháp người đó thấy được chân lý mà. Là khá rồi ha. Rồi vậy là cho mình dâng hoa cúng đỉnh Phật Đà, nó cho mình thấy được những cái giáo pháp vi diệu rồi ha. Rồi xa lắm ha, chân hoa lên ha, mình còn thấy được giáo pháp dù trong một sắc na, hai sắc na mình thấy được cũng là hạnh phúc lắm. Nhiều đó cái chủng tử như đó cũng đủ đưa mình đi đến một cái chân trời giải thoát rồi. Có rất nhiều cái lợi ích cho mình lắm, nó là cái chủng tử về sau cho mình trong những kiếp sống tu học. Có nhiều người cho tự mà nghe người ta đắc được là tại vì vậy đó, do những nhiều kiếp người ta có học đó. Là có thấy được, giờ nghe Đức Phật giảng lại cái họ nhớ là liền ha, nhớ là đắc liền. Còn bây giờ mình chưa, mình cứ từ từ, không sao hết, cũng sẽ thấy thôi, có còn hay không. Ai cũng u mê cho đó, anh đừng có lo. Học xong rồi thấy mà càng học thấy càng ngu dữ nữa. Học nhiều nào thấy ngu dữ nữa. Đấy. Người mình dễ sợ, nó ngu, nó tham, rồi ganh tị, ích kỷ, bỏng sàng, đủ thứ chuyện trên đời mà có đủ thứ nào đó.
ghê lắm. Thì cái chỗ là điều quan trọng là mình thấy được nó, xong bây giờ mình mới truy tìm nó, mình đi truy tìm nguyên nhân để mình tiêu diệt nó, chứ không thôi là khổ lắm. Nó đưa mình đi vòng vòng ta bà thế giới. Thật ra đừng có lo, muốn thoát khỏi dòng sinh tử này khó lắm, phải học cho rõ ràng hết rồi. Rồi bây giờ mình vô bài ha, vô tới số 4, danh sắc duyên lục nhập. Số 4, danh sắc duyên lục nhập. 4 là mã. Rồi copy cái này coi. Má rù bá bách cho nhà sa là gia tánh á, danh sắc duyên lục nhập. Na má là danh, rù bá là sắc. Na má rù bá là danh sắc, bách cho nhà là duyên, sa là gia tánh á là lục nhập. Rồi quý vị ghi lại nha. Sáu nhập sanh khởi do duyên từ danh sắc, hai chấm. Sáu nhập sanh khởi do duyên từ danh sắc. Một nhãn nhập. Để copy cái chữ Bali này cho quý vị luôn. Đó, chữ là nhãn nhập. Chắc khú chết cha, chứ này hình như bị trật cho này. Nhãn nhập. Rồi, hai là nhĩ nhập. Nhập. Đúng rồi đó, cho Nguyễn Duyên đúng rồi đó. Chắc khú à. Đúng rồi, này chữ nó bị Bali, chữ nó nhảy. Chắc khú chữ kỳ. Chắc khú giá tá ná, bỏ chữ hình như là, coi lại cái gì check lại sao nha, sửa chữ đó. Ai quý vị check lại giùm cũng như coi giùm chữ đó rồi sửa rồi. Nhãn nhập. Rồi số 2 là nhĩ nhập. Nhĩ nhập có chưa? Nhĩ nhập số ta giá tá ná là nhĩ giá tá ná là nhập á. Cái chắc khú sao nó ra chữ VA này nó nhảy từ lưng ta lại. Tỷ nhập. Số 3 là tỷ nhập. Tỷ nhập. Số 4 là thiệt nhập. Số 5 là thân nhập. Số 6 là ý nhập.
Ý nhập. Rồi, như vậy là mình có 6 nhập. Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Tức là do duyên từ danh sắc, tức là do duyên từ khi mà có cái thân với cái tâm, tức là ngay cái lúc mà tục sinh của chúng ta đó, trong cái thời gian thời điểm tục sinh đó, có được cái thân, tức là lúc đó cái tức là cái thân mình ấy, cái một cái giống như một cái hạt dầu nhỏ với cái một cái tâm, cái thức tục sinh trong đó. Thì như vậy lúc mà có được cái hai đó, là có thân có tâm, lúc đó là khởi đầu đó, thì từ đó nó phát triển lần lên, thì nó mới làm duyên phát sanh ra cho sáu nhập này. Sáu nhập này tức là sáu xứ, hay là sáu căn của nó, là sáu nội xứ đó. Tức là nhãn nhập, hay là có chỗ tôi gọi là nhãn xứ, tức là cái thần kinh mắt mình đó, thần kinh nhãn đó. Tức là lúc đó bắt đầu mình cái thân thể con người mình bắt đầu nó phát triển, bắt đầu cái hệ thần kinh bắt đầu có con mắt, và có cái thần kinh nhãn mắt xanh, cái thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ lỗ mũi, thần kinh thiệt lưỡi, thần kinh thân là có rồi, là có cái thần kinh thân và ý, ta đang nghĩ thì nó phát sinh ra sáu loại xứ này, sáu cái nhập này, tức là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập, do duyên từ có danh và sắc. Nhưng mà nếu mà không có cái danh sắc thì không có những cái này, mà danh sắc thì phát sinh do từ đâu? Thì mình đi gọi là do từ cái khởi đầu là do vô minh duyên cho hành, hành duyên thức, thức tục sinh là mới duyên cho cái danh sắc. Thì danh sắc rồi nó không có đứng đó nữa, mà danh sắc bắt đầu nó duyên cho ra sáu nhập này, nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập phát sanh. Thì chúng ta thấy là cái cơ thể, cái đời sống của mình, con người mình nó có những cái sự mối liên hệ tương quan nhân duyên với nhau rất là tỉ mỉ, rất là sâu xa, khó mà hiểu được, hiểu nổi, khó mà chúng ta có thể dùng cái trí tuệ phàm phu của mình mà có thể hiểu được. Cho nên chính vì cái chỗ mà nó quá bí ẩn, nó quá thâm sâu rồi, nên nó mới phát sinh ra cái vấn đề mà người ta cho rằng có một cái đấng tạo hóa là tạo ra. Chính vì cái chỗ đó người ta không hiểu nổi, không thấy nổi, và cho có một đấng nào tạo ra, hoặc là do có nhiều người ta nói là những cái phương pháp do tự nhiên mà có, tức là bắt đầu mình suy nghĩ tùm lum tà la, không phải, chưa, từ từ đấy chút xíu, tức là do lý luận đủ thứ cách để mà là dẫn chứng minh cho những cái sự phát sanh của cơ thể của người mình, nhưng mà tất cả chúng ta đều là sai lầm hết, đều vô minh hết. Cho nên nhờ có chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta mới thấy được vấn đề nó hiện trước mắt mình một cách rõ ràng, thấy hiện là rất là rõ ràng để chúng ta nhận thức được vấn đề ha. Rồi như vậy do duyên từ danh và sắc nó phát sanh ra nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý xứ. Rồi bây giờ xuống dòng năm nhập đầu tiên chính là năm sắc thần kinh. Mình đánh cái bông nội dòng ha. Năm nhập đầu tiên chính là năm sắc thần kinh. Năm nhập đầu tiên chính là năm sắc thần kinh, tức là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, tức là năm cái đầu tiên nó phát sanh. Mà năm cái sắc thần kinh này nó phát sanh là do gì quý vị? Thì trước học rồi nha. Năm sắc thần kinh phát sanh do gì? Do nghiệp xa thủ. Cô Dung giỏi quá. Chính xác, năm sắc thần kinh phát sanh do nghiệp, là trong nghiệp quá khứ nó tạo ra, giờ khi mà tục sinh nó lại nó cho ra năm sắc thần kinh này hiện khởi, phát sanh do nghiệp. Rồi bây giờ đó là năm cái nhập đầu tiên, tức là cho chúng ta biết là có năm cái sắc thần kinh hiện bài. Mình có thần kinh nhãn lúc đó là nó lớn lên xíu vậy, cái sự mà kỳ thở đó trên đó chứ quý vị có học cái này rồi, là khi bắt đầu tục sinh ngày thứ nhất, rồi bắt đầu qua tuần lễ thứ nhì, thứ ba, từ từ là những cái hạt dầu thành cái cục thịt đỏ, rồi bắt đầu nó lớn bầy nhầy, lớn lần lên đó, rồi bắt đầu nó lú ra năm cái nấm. Một cái nấm là cái đầu, hai nấm hai bên là tay, hai nấm dưới là chân, thì là thành ra năm cái nấm. Thì nó xuất hiện bây giờ từ từ cái đầu lớn lớn là cái bắt đầu có xuất hiện ra con mắt,
mắt, mũi, miệng nữa là xuất hiện ra, thì lúc đó cái thần kinh phát sanh, thần kinh nhãn phát sanh, thần kinh nhĩ phát sanh, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt phát sanh. Thì như vậy bắt đầu những cái xứ này, những cái nhập này nó phát sanh. Cho nên đó là cái phát sanh từ cái duyên đi từ đầu, nó có vấn đề gì vậy không? Rồi bây giờ ý nhập, đánh cái bông nội dòng ha, ý nhập hai chấm. Ý nhập bao gồm 32 tâm quả hiệp thế, bao gồm 32 tâm quả hiệp thế. Bao gồm, tức là nói chung hết gồm có 32 tâm quả hiệp thế. Và gồm những tâm nào đâu quý vị? 32 tâm quả hiệp thế là những tâm nào đây? Tính thử rồi, tính dùm coi. Trước là tục sinh cũng là 19 tâm quả làm việc tục sinh, cũng là 32 tâm quả hiệp thế luôn ha. Nói chung ha, bây giờ cũng vậy, mình nói chung là 32 tâm quả hiệp thế. Ở đây là nói là ý nhập này không? Nên nhớ nó không phải là sắc ý vật nha quý vị. Ý nhập không phải là sắc ý vật mà nó là tâm. Nó thuộc về 32 tâm quả hiệp thế. Không phải là sắc ý vật nha, nhớ vậy. Sắc ý vật chỉ là cái vật mà để cho tâm nó nương mà thôi, nó không phải là ý. Bây giờ là để ý ha, hay bị lộn, ai nhiều người hay bị lộn đó. Đâu có ai đây? 15 quả duyên nhân tán. Rồi, đúng rồi ha, là 15 tâm quả vô nhân, đúng chưa? 8 đại quả dục giới, 8 quả dục giới hữu nhân là như vậy ta, 15 với 8 là 23 phải không? 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới là tổng cộng là ý nhập có tất cả là 32 tâm quả như thế. Rồi gồm chung là có tất cả là 32 tâm quả như thế. Còn nếu mà làm cái vấn đề tục sinh thì nó chỉ có 19 tâm quả như thế mà thôi ha. Tức là 4 quả vô sắc, 5 quả sắc giới, 8 tâm quả dục giới hữu nhân. Vậy 3 và 2 tâm quan sát, như vậy có là 19 tâm quả để làm việc tục sinh. Nhưng mà nếu mà nói chung về ý hết thì về ý nhập này thì nó gom luôn cả 32 tâm quả hy tế, có luôn cả những cái tâm quả vô nhân. Bởi vì nó có liên hệ đến nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thì nó có liên hệ đến những cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và như vậy nó liên hệ đến cả 15 tâm quả vô nhân luôn, có sự phát sanh trong cái lộ trình tâm diễn tiến, nó sẽ diễn bài ra như thế nào thôi. Rồi, đó là cái vấn đề chúng ta được biết là ý nhập cho chúng ta có là 32 tâm quả hiệp thế. Tại sao không có tâm quả hiệp thế quý vị? Tại sao không có tâm quả hiệp thế? Gì đó là siêu thế. Cái câu là câu trả lời hay không? Gì đó là siêu thế. Giống như bài hát gì đó, vì đó là em. Gì đó là vì đó là siêu thế. Đừng quá siêu thế mắc mớ gì nên cái vụ mà tục sinh này đâu có dính dáng gì đó. Lục sinh như danh sắc này. Nó đạo quả rồi, nó tên thuộc về cảnh giới của siêu niết bàn rồi, nó đâu có nằm trong cái dòng luẩn quẩn. Rồi đó ha, là cái gì nắm được chưa? Nắm được chưa? Cho xin cái mong đi. Alo. Rồi ha, ok. Rồi bây giờ danh sắc duyên lục nhập. Bây giờ bắt đầu mình chỉ lấy được cái danh duyên. Chỉ có danh duyên hai chấm.
danh duyên hay chẳng. Danh duyên. Cái gì có số 4 vào chia? À 41 hả? Đấy, ghi mấy cái số này coi chừng là nó dễ bị lộn ha. Danh duyên, tức là danh làm duyên cho cái gì. Bây giờ đối với cõi vô sắc, cõi vô sắc nha, giờ câu hỏi quý vị suy nghĩ nha. Đối với cõi vô sắc, danh nó làm duyên cho những cái xứ nào, danh duyên cho nhập nào. Ta hiểu không? À, hiểu. Danh là tâm á, mấy người mới vô thì biết nha, tâm. Danh làm duyên cho ý nhập. Ồ, xà thú giỏi quá ta. Hay quá trời hay, đúng rồi. Rồi, xà thú cõi vô sắc. Hai chấm. Ý xứ. Viết gọn gì đi, vậy nhớ. Danh duyên, cõi vô sắc. Hai chấm. Ý xứ. Bởi vì cõi vô sắc nó không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì nó đâu có duyên cho mấy cái kia được. Đâu có duyên cho thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh tiệt, thần thân. À, cho nên nó không có duyên được ra cái đó. Mà danh nó chỉ duyên cho cõi vô sắc là chỉ có ý xứ thôi. Và những cái loại tâm quả phát sanh thôi. Xà thủ ha, quả giỏi ha. Lớp này giỏi quá. Nhớ học lớp này, nhớ giờ thấy lớp này mấy những người học sau này phước lớn ghê. Quý vị phước rất là lớn. Hồi xưa chúng tôi học mà chịu thua luôn, không hiểu nổi, học không hiểu nổi. Bây giờ quá phước. Rồi danh làm duyên ý xứ, rồi xả thứ hai viết rõ luôn nha. Bây giờ cõi vô tưởng, danh làm duyên cho bao nhiêu xứ này? Cõi vô tưởng danh làm duyên cho bao nhiêu xứ? Bao nhiêu nhập, bao nhiêu xứ, bao nhiêu nhập? Tôi đang hỏi xứ nhảy qua mạng quyền trời. Nói làm duyên bao nhiêu xứ, bao nhiêu nhập? Trả lời cái này lên Đắk Lắk. Cô Dung này trả lời Đắk Lắk. À, năm. Rồi, ai nữa? Suy nghĩ động não, động não suy nghĩ. Rồi, có Dung thì thân. Rồi, còn ai nữa? Châu Nguyễn, Nguyên Như, Nguyên Trang, Thiện Hữu, Huynh gì, Thính Pháp gì nhiều lắm. Thiện Hữu một xứ. Trả lời, quý vị cứ trả lời, cứ nghĩ gì mình trả lời đó. Cứ suy nghĩ sao đó, để em động não. Một xứ, Thiên Hồng Mai một xứ, Thiện Hữu một xứ. Mình trả lời rồi mình mới nhớ lâu được, nhớ lâu lắm. Giờ bắt đầu học rồi, từ chúng tôi vừa hướng dẫn phải mà vừa vấn luôn ha, để cho quý vị dễ học bài ha, dễ hiểu ha. Chứ giờ mình nói suông câu cái quá tốt hết rồi. Ai nữa không? Còn ai nữa đâu rồi? Sao em ru đông lắm rồi, nó tiêu rồi rồi. Trong Nguyễn đâu rồi? Nguyên Như một xứ rồi, Đâu Nguyễn đâu, Giang Nhật Hạ đâu, Diệu Pháp đâu, Kevinida đâu, An Nhiên, Hà, Mai, Corona, Nguyên Trang, Quanh Joy, Mano Ramsey, suy nghĩ lát nổ đùng, giác ngộ luôn. Ngộ cái bóp á, tôi nói là đại ngộ, quắc nhiên đại ngộ, tự nhiên đang suy nghĩ cái đầu nổi bóp. Giác ngộ luôn. Bên NFC, thân xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, hoa xứ. Giờ quỷ thì khóc luôn rồi. Rồi,
Ai nữa không? Còn ai nữa không? Thế ai chưa trả lời cho ta? Nhật Hà nó mất tiêu rồi. Vô đây ngồi im luôn rồi. À, cô Quanh Joy có hiểu không ha? Có hiểu được chút nào không? Vô sau này mới có hiểu ý không? À, đang cho con ăn, đang cho con bú mà. Con mới đẻ cho con bú. Rồi, giờ cái vấn đề được đưa ra là cõi vô tưởng, danh làm duyên cho cõi vô tưởng. Thì quý vị có người đã năm xứ, bốn xứ, một xứ, ba xứ, đủ thứ xứ. Bây giờ thử hỏi là cõi vô tưởng có thần kinh nhãn không? Cõi vô tưởng có thần kinh nhãn không? Không, à, không thì vậy là không có nhãn xứ, không có nhãn nhập. Có thần kinh nhĩ không? Không luôn. Có thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân không? Không có luôn. Rồi có tâm không? Có tâm không? Không, không luôn. Vậy sao mà cứ có người nói năm có ba bốn đầu ra mấy xứ đó đầu ra Campuchia hay là Campuchia, Miến Điện, Thái Lan cái thân thôi chứ đâu có thần kinh, nó là cục thịt, nó là giống như cái búp bê quỷ sứ nó đã không có tâm làm sao có hệ thần kinh được. À, cho nên cõi vô tưởng không có sáu sinh sáu nhập, không có sáu nhập, không có sáu xứ. Rồi cô Châu ghi ra đi, cõi vô tưởng không có sáu nhập. Đúng chưa? Quý vị hiểu không? Nắm được không ạ? À? Trật hết trơn là hiểu chưa? Rồi, đúng không? Ok. Hiểu được ha? Xà thú ha? Xà thú không? Xà thú thì mình dâng bông lên chứ. Nhờ có giáo pháp Đức Phật mình mới thấy được vấn đề cách sáng suốt được ha? Xà thú. Giáo pháp vi diệu ha? Xà thú. Rồi, không có sáu nhập. Hiểu rồi không? Ok, rồi. Giờ tiếp theo, cõi sắc giới hữu tưởng, tức là cõi sắc giới có tưởng, có bao nhiêu xứ đây? Cõi sắc giới có bao nhiêu xứ, bao nhiêu nhập? Cô Nhung, hai xứ. Rồi, ai nữa? À, ba xứ. Rồi, tiếp tục, quý vị cứ lựa lên đây coi sao. Lý bốn xứ, đầu hai xứ, thiện thủ ba xứ. Rồi, tiếp một nữa, còn nữa. Còn nhiều người lắm mà. Bạn làm xì bốn xứ. Rồi, Phương Trang bốn. Cũng như đâu mất tiêu rồi. Hồng Mai 2. À, 4. Nó lại. Rồi, cho nó lại. Cũng như 3. Rồi, còn ai nữa? Quỳnh gì đó? Còn gì nữa đây? Quỳnh... gì nãy nó mất tiêu rồi. Tính pháp tính gì đó là nó mất tiêu rồi. Thì Túc, Hồ Thị Phúng, Thi Khanh, Trúc Diệu, tụi lắm nè. Có thêm 10 xứ. Được chưa? Có gì chuyện được chưa? Xong chưa? Chưa học gì đâu, chưa học. Hôm nay mình dùng ý, mình suy nghĩ, dùng động suy nghĩ. Rồi bây giờ,
giờ giải đáp phải không? Giờ giải đáp phải không? Cõi sắc giới hữu tưởng có thần kinh nhãn không? Alo, có không? Có, vậy là một xứ đúng không? Rồi có một xứ ha, ok, xà thủ chính xác. Có thần kinh nhĩ không? Có thần kinh nhĩ không? Có luôn, xà thủ là hai xứ đúng không? Hai xứ không? Có thần kinh tỷ không? Có thần kinh tỷ không? Không, xà thủ chính xác ha, chính xác, đúng rồi, xà thủ đó, đúng rồi. Có thần kinh thiệt không? Có thần kinh thiệt không? Không luôn, đúng rồi, chính xác. Có thần kinh thân không? Thần kinh thân không? Có người có người không? Nha, cho hỏi lại nữa, có thần kinh thân không? Bắt đầu từ dưới thiên hữu rồi trả lời lại coi. Hồng Nhung thì có nhãn nhĩ. Châu Nguyễn không? Không. Rồi, có Hồng Mai không? Có không? Xác định không? Có không? Bắt đầu tự mình hoài nghi đấy không? Mình hoài nghi đấy. Bây giờ Hà nói là có. Rồi, Banasi không có thân, nhãn nhĩ nằm lâu. Không có là có không. Rồi, bây giờ có gì đó? Có ý xứ không? Có ý xứ không? Có, xà thử, có luôn ha. Rồi, bây giờ giải thích ra, giải đáp ha. Bây giờ, nhãn, thần kinh nhãn có là ha. Những vị thiên, phạm thiên, sắc giới, thần kinh nhãn có. Đúng không? Là một. Thần kinh nhĩ có là hai. Mình học là những vị trời, phạm thiên có hai cái nhãn và nhĩ. Đúng không? Có hai con nhĩ. Nhưng mà tỷ thiệt thân không có nha quý vị. Thần kinh không có chứ không có nghĩa là không có thân. Mình phải nên hiểu. Giống như có cái thân mà không giống như những cái chỗ mà nó không có hệ thần kinh. Cái thân mình nó cũng không có thần kinh. Thì những vị phạm thiên sắc giới không có cái hệ thần kinh trải dài trên thân. Không có những hệ thần kinh đó. Mà chỉ có nhãn và nhĩ. Rồi và ý xứ là những loại tâm quả là phải có thôi không? Rồi như vậy cõi sắc giới hữu tưởng xác định cho chúng ta biết là có ba xứ: nhãn xứ, nhĩ xứ và ý xứ, hay là nhãn nhập, nhĩ nhập và ý nhập. Đúng chưa? Những vị trời phạm thiên đó người ta không có là nhàm chán về những cái sự mà xúc chạm đó, người ta không thích, không thích ngửi ném xúc chạm thân, mà ta chỉ còn có dùng mắt để thấy, để nghe, để nhìn, để quan sát pháp, để mà tu tập, để nghe những cái lời tốt đẹp thôi. Cho nên họ còn nhãn với nhĩ. Và ý thì đương nhiên phải có. Thì như vậy cõi sắc giới hữu tưởng cho chúng ta biết là có ba: nhãn xứ, nhĩ xứ và ý xứ. Đúng chưa? Quý vị hiểu không? Alo, rồi chưa? Rồi, à, ok, xa thúc. Rất là xa thúc. Rồi. À, giờ này khi mình đi vô rồi mình mới thấy vấn đề là mình đang ở đâu. Mình vô mình học càng vô sâu mình thấy mình đang ở chỗ nào. Cho nên chúng ta khi nói pháp mình phải rất là cẩn thận nha quý vị. Quý vị lên nói pháp cho ai đó mình phải hết sức cẩn thận. Không thôi là mình nói tùm lum tà la thì khổ lắm à, mệt lắm. Nói trật nghe là mình kéo theo một dọc người ta đi theo mình luôn là thôi. Ổ đời đó là vấn đề cho chúng ta cẩn thận. Đây học từ từ mình mới biết là mình phải nên cẩn thận cái lời nói không, nhất là nói pháp nguy hiểm lắm, gây cái nhân gây hậu quả rất là ghê gớm, cho nên phải cẩn thận nha quý vị. Rồi xuống dòng học tiếp nha. Cõi dục giới
Có máy xứ đây, alo. Có giúp với cô máy. 666. Rồi, ở dục giới có tất cả ai cũng nói là xá xứ, đúng không? Đúng không? Đúng không? Cho chữ đúng hay là không đi. Đúng không? Đúng ghi dấu đi ghi số 1 mà không ghi số 0. Đúng ghi số 1 không ghi số 0. Đúng hết nè, đúng chồng chồng. Chắc không? Chắc không? Chắc không? Chắc chồng chồng không? Cái gì chắc chồng chồng số 1 hết hả? Rồi, bây giờ nha, ha. Chắc như bóp luôn, chắc như bóp luôn, chưa chắc đâu, quý vị ơi, chưa chắc đâu. Bây giờ mình nói cõi dục giới có đủ 6 xứ vậy phải không, đúng chắc phải không? Còn mai lên thêm xứ, 7 xứ, đủ 6 xứ phải không? Mà nhãn xứ, nhĩ xứ, bỉ xứ, thiệt xứ, thân xứ, bỉ xứ, có đủ 6 xứ đúng không? Đúng chắc chắn 100% vậy không? Chắc không? Cho lại thêm lần nữa, chắc không? Chắc không 100%. mấy người mù nó có 6 xứ không? Mấy người mù có 6 xứ không? Người mù có 6 xứ không? Người điếc đuôi có 6 xứ không? À, vậy sao? thì nó nói, đuôi mà mấy người bị Covid-19 này, Covid-19 này có ngửi được không? Rồi, như vậy mình nói là cõi dục giới có đủ 6 xứ, nhưng đôi khi bị khiếm khuyết. Chấm chấm chấm, như là phải hiểu cho chính xác ha, chứ không mình nói lung tung, người ta nói mình dí mình cái mình chặt lắc rồi đổ thừa, nói bạn ông kinh ông chỉ vậy. không phải gài nói thiệt chứ, phải gài cái này là chỉ cho mình thấy là vấn đề nó không phải đơn giản như mình nghĩ ha. Nhiều khi người ta đi gặp những người khác đông phái khác gì người ta hỏi cái mình bị bắt bí liền không. Mù sao có 6 xứ, mù có 5 xứ thôi. Thì đúng rồi, tính bình thường nó tính là chung chung hết. Nhưng mà thành ra đôi khi vấn đề chúng ta phải hết sức cẩn thận làm như vậy. Không phải cái gì mình gom vô mình nói hết mình làm như vậy, không phải vậy. Không có đơn giản như mình tưởng ha. Rồi như vậy, cõi dục giới cho mình biết là có 6 xứ đầy đủ ha. À, khi bị kiểm quyết thì đó, thì nói về người lạc vô dân là bắt đầu nó đi tới vấn đề khác rồi đó ha. Nhưng mà người lạc vô dân những cái hệ thần kinh ta còn vẫn còn đầy đủ, bị sức môi sức mũi, nhưng mà có thể nếu bị đuôi thì coi như mất thanh xứ, bị điếc là mất thanh xứ nữa, để nó tùy theo đó. Thì là mình không nên xác định cái gì 100% ha. Khi mà được người khác hỏi gì đó mình phải cẩn thận lắm. Hoặc là cái vấn đề mình muốn quyết đoán gì đó mình phải cẩn thận nha. Cẩn thận nói bậy mệt lắm á. Rồi chưa? Rồi xuống dòng đánh cái qua thị đầu dòng. Đánh cái qua thị đầu dòng. Riêng quỷ Atula địa ngục có đủ 6 xứ. Cho mình thấy vấn đề đó, mình học cái này thấy cái kinh khiếp cái chỗ đó. Riêng ngạ quỷ Atula địa ngục thì phải có đủ 6 xứ nha quý vị. Đúng rồi, nó phải trả những cái hậu quả để chịu lành nghiệp, cho nên không phải đủ 6 xứ là ngon đâu nha. Mình đủ 6 xứ là mình ngon. Là ngạ quỷ Atula địa ngục nó có đủ luôn, đủ 6 xứ là không thiếu xứ nào đâu. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta phải rất hết sức là phải để ý, phải nhớ, phải nắm chắc cú. Học pháp này phải chắc cú chứ không có lơ mơ được. Đó là cái vấn đề mà do danh sắc duyên cho lục nhập, thì từ cái danh mà nó duyên ra cho những cái vấn đề mà chúng ta học đó, thì sự thật bắt đầu nó phơi bày ra trước cái ánh mắt của mình ha, trước mắt của mình sẽ thấy được những cái này nó hiện bày ra một cách rõ ràng. Đó là cái những cái pháp mà có
thể nói rằng nếu mà chúng ta không học, không biết là làm sao chúng ta có thể hiểu được cái này. Vô phương, bây giờ mình đọc cái sách cỡ lắm, quý vị có coi triết học, có coi là đủ thứ loại sách, nhưng mà chắc chắn là không thể nào mình hiểu được, không thể nào mình có thể khám phá ra được điều này nếu chúng ta không đi vào vị pháp vô phương. Cho nên nó từ cái vấn đề danh duyên ra, cõi vô sắc, cõi vô tưởng, cõi sắc giới, hữu tưởng, cõi dục giới, ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục nhỉ? Cho chúng ta thấy là cái sự thật hiển bày là như vậy. Tại sao có những chúng sanh như thế này, như thế kia, như thế nào, nó có sự khác biệt. Đó là cái sự mà tuyệt vời của cái giáo pháp mà chúng ta được học, và chúng ta được tiếp cận với những cái giáo pháp mà có 102 trên thế gian này. Phải nói rằng là vô tiền khoáng hậu chưa tìm thấy được bất kỳ một cái giáo pháp nào có được cái sự mà sâu sắc, đa dạng, mà bao quát tuyệt vời như vậy. Rồi, học tới đây là vừa phải lẽ không có gì ha. Học tới đây thôi. Cũng bằng xanh thì có không nha, nó cũng có đủ, có không, lúc đủ sáu xứ, lúc không đủ nha. Nhưng mà chỉ còn khỏi ngạ quỷ, A-tu-la, địa ngục thì đủ, bắt buộc phải đủ. Có loài bằng xanh không có mắt, đúng rồi, có những loài nó bị khiếm khuyết cái này. Đó thì đó, cho nên mình phải cẩn thận cho đó. Mình học tới đây thôi. Học từ đây, học từ từ ít mà cho nó chắc, cho nó nhớ, cho nó rõ ràng. Học mình nắm học vi pháp chủ yếu là mình phải hiểu, phải thông suốt, phải hiểu. Đó là vấn đề như vậy. Rồi, hôm nay do phước báo của mình học, hôm nay mình khám phá là được thêm những cái cánh cửa mới, chân trời mới, để chúng ta thấy được những sự tuyệt vời trong cái tập nhị duyên này. Chứ không phải là đơn giản gì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, chọn duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên khác, như vậy mình tụng như con két vậy thì không thể nào mình đắc đạo quả được. Cho nên ngày xưa thì nó thuyết một cái với mấy vị nó nghe một cái đắc đạo quả được, bởi vì mấy vị thấy liền, mấy vị nó thấy hiển bày rần rần trước mắt người ta, nó thấy trí tuệ nó phát sinh, nó thấy được vấn đề, nó hiện ra liền. Cho nên nó thấy được nó là như vậy, nó đắc đức đạo quả. Còn mình ngồi mình đọc hoài, mình tụng hoài, không thấy đâu. mình tụng tới nỗi mà mỗi cổ, mỗi miệng, mình không thấy đâu. Tại sao? Tại vì mình không thấy được. Mình không có hiểu được vấn đề, mình chỉ hiểu giống như cái vỏ bên ngoài cho nó vui vậy thôi. Thành ra hồi xưa ngay cả Đại Đức Ananda nói với Đức Phật, Phật diễn duyên quá tuyệt vời, nên con đã hiểu rõ, con đã thấu rõ được pháp này. Đức Phật mới nói không nên nói vậy này Ananda, cái thập nhị nhân duyên này nó rối như là tơ vò, giống như cuộn chỉ rối, nó rối nùi, mình đừng có nói là mình hiểu hết cách sâu sắc như vậy. Đó là vấn đề mà hôm nay từ từ chúng ta sẽ mở lần lần, mình tháo từ cái chỉ ra, mình gỡ từ chút, mình sẽ thấy được vấn đề một cách rõ ràng, sáng tỏ hơn. Rồi, do phước báo hôm nay chúng ta học, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được có năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và nhất là sớm có trí tuệ, thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khai. Rồi, xin mời MC. Sa thú. Dạ thưa thầy, nếu mà như vậy, mình sẽ học cho tới chắc cũng phải vài tháng này. Con thấy trên online, trên YouTube có những cái bài mà cũng giảng rất là nhiều về cái 12 nhân duyên này, bạch thầy, mà con không có thấy đề cập một chút xíu nào tới vi diệu pháp. Nếu mà như vậy thì có nghĩa là sao thưa thầy? Dạ, con xin thầy chỉ cho chỗ đó. Con có thấy có nhiều vị dạy mà không có đụng một chút xíu nào về chi pháp hết đó thưa thầy. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nói câu khó trả lời. Nói câu này khó trả lời. Nó có nhiều vấn đề. Thứ nhất là phải dễ dàng chung chung để cho mình hiểu, kiểu chung chung, kiểu đơn giản, dễ hiểu, giống như theo kinh chẳng hạn. Còn giảng vi diệu pháp thì phải hiểu vi diệu pháp chứ, phải có học vi diệu pháp, có giảng được vi diệu pháp chứ không học vi diệu pháp thì sao giảng vi diệu pháp. Mà cái học vi diệu pháp này thì quý vị biết rồi đó, đếm đầu ngón tay chứ không phải giỡn nè.
Tức là nhiều khi người ta chỉ nói dùng từ ngữ nghe nói để cho diễn đạt lên cái bên ngoài cho vui thôi, cho nó đại khái vậy, giống như hướng dẫn nó giảm nhạc đi, hay gì nó giảm nhạc à, cái bài nhạc mà vậy lên thì mình cũng hát cũng hò, mình đâu biết khỉ gì bên trong đó. Thật sự bên trong nó cả một rừng gấu trúc từ giai điệu melody cho tới hòa âm, sao là những cái cấu trúc của chuyển âm này, nó nhiều thứ trong đó lắm chứ đâu phải mình đơn giản mình hát bài nhạc nó là vậy à, cho nên nó có nhiều vấn đề mà mình không thể nói được trong đó. Cũng tùy người mà tùy theo lúc, có thể lúc mà người ta giảng nó đơn giản hoặc là người ta không biết được vi pháp thì nó khá nhiều vấn đề mình cũng khó nói, đó là như vậy. Gì đây? Nhập là xứ, là thần kinh đó, là sense, đúng rồi, cũng là giác quan đó. Và thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Nhưng mà ý thì nó không phải thôi. Chắc khú nhưng mà chắc kha là chắc khú giá tâm á, chắc khú nhãn nhập. Sự coi lỡ giùm nha. Đấy, cái bản này copy cái chữ Pali nó nhảy rặt á. Rồi sửa lại giùm. Rồi xin mời quý vị. Dạ, sa thú. Bạch thầy, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh đã tận tình chỉ dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Rất rất là hay, rất rất là sa thú sư thầy. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Và con xin dâng mic lại cho sư gạ. Dạ, mô Phật, thay mặt lớp học thành kính tri ân thầy Kinh rất nhiều. Dạ. Ba quá tu sắp ba măng ca lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba bút đà nu và quê nã sa đà xót thị ba hoành tu tệ. Ba quá tu sắp ba măng ca lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba đầm mà nu và quê nã sa đà xót thị ba hoành tu tệ. Ba quá tu sắp ba măng ca lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba sang gà nu và quê nã sa đà xót thị ba hoành tu tệ. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tạ sanh ti vi hà ra hoa si ni thủ bê khà rê bồ thi khà rê tạ hình tạ hình. Ta tham ma da ne na pha quan tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra mang da le. Thế ra cha man cha na wa ca cha phân ka wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka. Ga ma cha de sa ni ga ma cha isa ra sabba na phu ta sukhita pha văn tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kang tham ma qua răng pa tình cha tê sam bê bi đung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la. Sang khô hô tu sa mắc gô wa âm tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sắp tham mô. Sắp bê bi thầm ma cha ri nô gu thân sắp ba bù này ya ma thầm ma ri yap ba quê đi tê.
y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô Ý đằng quá tám mê bình nhằng à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu chập Phật nào, ngầm kỳ độc giác, làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và con kính xin hồi hướng phước báo này tới bác Xu Gia của gia đình ba mẹ của chị Bửu Liên vừa mới qua.